như má ngủ ẩm ngủ như bồ rửa chứ đâu con. Đây là cô tên gì cô? Hoa. Hoa hả? Hoa tàn để lại nhị vàng mà người tàn để lại muôn vàng nhớ thương. À, cái này còn có ý tưởng gì hay nè cô? Sao? Vừa rửa chén vừa hát đi. Trời ơi hát nữa hả? À. Ờ, lên câu giọng cổ tặng chị đi. Dạ. Dạ. Nói tiếp đi. Dạ. Không, ý là em yêu cầu chị hát thôi. Rồi hả? Đúng rồi, để được rồi. Đúng rồi. Do đâu đến hát này là của anh Vũ Linh hát á. Dạ. Lành búa cả tâm hồn dần hồng sáng soi không làm nặng cánh hương quỳnh. Đại đại ơi, anh đại ơi, lòng nhớ thương từ đây khúc dây rồi quá hay luôn cô ơi. Cô Hoa vừa rửa chén ở ngoài suối nha, cái này là suối đó chị, suối của cậu Năm Vũ Linh, vừa hát vừa rửa chén ở ngoài suối, quá tuyệt vời luôn. Đến đây một phần cũng đợi cái vụ rửa chén ngoài suối này. Rửa chén hả? Chị định tham gia nhưng mà có mấy cái chén nên cô Hoa cho nên kệ, bị dành rồi đó. Đây là khán giả toàn là fan cứng của cậu Năm luôn cô chú anh chị, cứ là vào đây liên tục. Đó. Ngày nào cũng đến đó. Mà đặc biệt có là vừa gõ chén vừa hát như vậy là vui nè. Bờ sông anh hẹn với em đó. Mai một đây đem câu chầu nhờ người sẽ duyên cùng em đó. Em sẽ là u sầu anh sẽ thưa cùng mẹ cha. Sao mà hay dữ không biết nữa. Rồi con cảm ơn cô nha. Con cảm ơn cô Hoa nha. Đây là con vô trỏng con quay cho cô coi cái cây siêu to khổng lồ cây dừa. Rồi em với chị vô coi cây nè. Dạ. Chị đây là chị Thảo định rửa chén luôn cô chú anh chị. Ở Mỹ về định rửa chén Việt Nam coi cái cảm giác nó sao. Họ bị dành mất tiêu rồi. Để mấy fan. Dạ đúng rồi, đi đường này. Dạ. Đây. Xe đã chạy vô tới nơi luôn cả nhà ơi. Cái này cái gì đây? Cái cỏ hả? Ủa cái này cái cỏ cái dừa vậy? Cỏ hả? Wow. Quá đẹp ha. Wow. Của hồ viên hả? Ờ của hóng này đâu phải hồ viên này của. Ủa của hồ viên hả? Ủa hồ viên tặng hả? Hồ viên để xung quanh đó cho hạn chế qua bất thể. À. À vậy là hồ viên đem vô hả? Dẹp mấy bên kia ra thì mẹ mua. Đây bên dẹp bên kia. Gài nó đồng đầu lắm á. Cái này cái gì anh ơi? Cây cỏ. Cây cỏ nó có gai nha bà con cô bác. Đi cẩn thận nha. Dẹp mấy đó ra luôn ơi. Cây này nó sống ngoài đất nó bự lắm nha. Không giỡn đâu, bự lắm. Ủa để vô đây để cho mọi người hạn chế vô mộ hay sao ta? Đó là cái cây đó luôn á hả? Đó, ở ngoài kia có một cái cây cọ rất là bự rồi cô chú anh chị ơi, đó mốt lớn nó thành cái cây giống vậy đó. Đó. Bao nhiêu năm? Đó, mọi người thấy chưa? Phải không? Phải. Anh nghĩ là gì vậy hay sao? Anh nói hả? Anh xanh nói hả? Rồi bên ba cây đi. Ôi vậy là bông này mình lấy ra luôn chị Nhi à? Bên chắc là khả năng là ba cây. Không nhưng mà mình nghĩ là mình cái cây này giờ ra xíu ta chứ không để sát quá ha. Cô đang cần cô tới đâu mà sao bỏ vào đường nghệ sĩ. Mẫu nào? Rồi lộn rồi, lộn rồi. Ông Tiêu. Thôi tao lại mày luôn á. Lại nó mộ Vũ Linh đủ giờ. Ông Tiêu. 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 Ông Tiêu
xuống rồi. Xuống rồi. Lộn lộ mộ. Không không phải lộn mộ mà là nghe nói là để ngoài đường chứ không phải là để đây. Coi coi đi cô. Chắc là có lẽ là tên bộ cậu năm vậy. Sao con la to vậy? Cô đến đây. Sao con la con tao con la. Đối với em con quậy hay vậy? Không phải quậy. Mà xe đây nè, xe cô, xe phải đây mới được, tự xe ngã. Xe ngã phải ai mà đẩy cô xuống mà xe cô làm gì vậy? Nè, quát, quát. Có chảy máu không? Xe tự ngã, là nãy sao anh Hồng? Nãy sao? Ờ. Ngã xe trúng cô. Trúng cái giò cô. Cái này nó tự ngã là đụng đâu. À, ngã đâu có ngã đâu. Sự cố thôi à. Bây giờ thuật lại cái câu chuyện này, xe nó bị lúng đất rồi nó tự ngã vô chị. Không có ai tác động hết á. Xăng thì đổ ngay chỗ này. Đó nguyên một bãi xăng luôn. Để xe lên trước thôi, đổ xăng. Có bà đồng xăng nó cho nó khô cái đi. Nó cháy á. Ở đây nhang đèn không để cháy, phần nó cháy cái rạp luôn. Bây giờ tình hình là để ở ngoài chứ không phải để mộ cả nhà ơi. Lộn lộn. À chặn cái mộ này. Ở đây nè đó. À chặn chặn cái mộ này không cho đi qua lại cái mộ này. À đúng rồi. Có đúng rồi, cậu Nam cho ngã là đúng rồi đó. Là có nghĩa là chặn cái mộ này không cho đi qua đi lại cái mộ đây nè. Sợ người ta bước qua mộ. À. Cậu Nam không cho nó ngã. Đúng rồi. Đúng là cậu Nam. Cậu Nam hiển linh, cậu Nam hiển linh. Cậu Nam linh thiêng cô chú anh chị. Ổn gọn luôn. Là có nghĩa là cái chậu này đem vô để không phải để ngoài mộ cậu mà giờ đem để mộ cậu là phải ngã lại. Cậu đâu có chịu đâu, cậu hiển linh cho ngã xe đúng gì rồi. Chú tiểu, em làm ăn gì vậy? Không đúng rồi. Đúng không anh? Cậu Nam hiển linh đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tự nhiên cái không phải đem vô mộ cậu mà đem vô mộ cậu che hết cái mộ người ta đang đẹp đúng không anh? Ông còn phá kia rồi, cho vô cầm mộ cậu nữa. Rồi đem vô che mỗi bên ba chậu. Là nó ngã cái xe kia bà cái bà la nữa. Đúng rồi. Cậu Nam hiển linh ra cả nhà. Tại vì cái miệng bán sao? Đúng rồi. Vậy là không phải của cậu Năm mà cậu Năm không chịu đúng rồi, chính xác rồi. Không phải đây đâu vô không, ông có được kia. Trời ơi. Không, cái này phải nói nếu mà ai tin tâm linh là chính xác nha. Không phải vô mộ cậu mà để vô ba chậu luôn. Một bên ba chậu che hết cái mộ không còn thấy cái mộ luôn. Sao mà không phải của cậu mà để ta? Ý là Hoa Duyên nói là đem vô chỗ mộ Vũ Linh. Nhưng mà không phải để trong mộ mà là để bên cái mộ của người nhà của chú Văn Còn á. Để cho bà con đi lộn. Là để bên đó đừng cho bà con cô bác đi qua cái mộ mà người lắc đan đó anh. Đó. Khán giả hay đi đường đó, đi lên cái mộ, đi lên cái mộ. Lên mộ nên che lại. Che cái lối đi lại. Người khán giả không biết á. Ừ. Đi lên. Chứ anh em mình ở đây thì biết lên trên đó đâu đi. Bởi vậy hồi nãy là có một cái điểm là xe này ngã. Ngã mới trúng cái cô này, cô La đó. Nó cậu Năm hiển linh đó. Chứ đừng có đùa nha. Dạ không chịu, đâu phải cây của cậu đâu. Ừ. Cho ngã xe luôn hả? Cô cho ngã xe luôn. Đúng rồi, cậu xô ngã xe hả anh? Đó. Bây giờ đem mấy cái nè. Bông gai vô. Chỗ này á. Vậy là lộn đúng không chú? Nó là bà con cô bác hay đi cái lối này nè. Cậu đâu có chịu đâu. Con nữa, anh vô anh coi các bà kia là sao nè. Cái đường này là bà con hay cô bác hay đi nè. Nên ở đây là cái mộ nè. Cái này mộ chưa có làm, cái mộ này có. Nó rồi. Nên phải che lại. Đó rồi. Chưa có làm mà bây giờ cứ chờ qua chờ lại. Bây giờ Mai Duyên gạo lại để giả là hay không biết á, đi qua đi lại thì cái đường này rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Khán giả từ xa tới á, người ta không biết. Hồi nãy là chiếc xe này ngã luôn cô chú anh chị, ngã luôn trên người của. Đúng không? Chị nói đúng không? Mà xe này có khi nào ngã gì không chú?
Sông ngã thường xuyên. Ờ ngã thường xuyên hả? Cha có lúng này nó ngã nè. Ờ. Đừng nó lúng, đừng nó lúng. Lấy nó nặng bên là nó ngã thôi. Ờ. À. Từ từ này để review, đây là con vết 1000 nha. Vết 1000. Hả? Đó. Vết 1000. Ê. Trúng. Rồi đó là một sự nhầm lẫn cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị ha. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi và yêu thương em nha. Ờ. Cậu Năm xô ngã rõ ràng.